Nói nghe nè Phan đi. Cái gì? Bị gì bây giờ? Cái màn hình để dọc nó chặt quá. Coi lại cái hình coi chị ép cái gì đi. Trời, trời đất, đất. Tại để màn hình dọc cho nên cái màn hình nó chật. Để ngang nhỏ này nè. Để ngang thấy động. Nói nghe. Trời ơi, lâu lâu mấy chị em mình gặp nhau vui quá. Lâu lắm hả chị? Lâu lắm rồi. Lâu trời lâu rồi. Ừ. Tháng chưa? Mới 6 ngày. 6 ngày hả? Mém tuần không gặp rồi. Ừ đó. Mém ba trái ổi đứa con trái luôn. Có đứa thứ tư em đuổi về liền luôn, bị chơi thân mà. Trời đây nè, trời ơi. Cái gì vậy? Biết cái gì không? Bánh su que mà tao nói trời ơi, tao nói là nó ngon, em nó béo mà nó ngọt. Chị Phụng, bộ chị thích ăn đồ ngọt lắm hả chị Phụng? Trời ơi em ơi, đồ ngọt đồ béo là hợp gu của chị, còn trái cây là của con này. Ai hợp luôn, chị mua là cho ai ăn? Tụi mình ăn nè. Trời ơi ăn đi mấy đứa. Trời ơi kem tụi nó ăn cho muộn coi. Ê, phải kìm lại. Thử thôi được ăn. Ba sợ mập hả? Không phải, tiểu đường chị. Người bị tiểu đường là phải kiêng đồ ngọt nha. Mà ăn đồ ngọt nhiều á, rất dễ gặp biến chứng. Đường nó lên là gặp biến chứng liền. Trời ơi, tiểu đường nó không có chữ ai hết trơn á. Giờ thử vậy thôi chứ không ăn. Chứ em ăn cứ luôn. Ăn đi. Trời ơi, lo gì. Bà Phương Dung á, bà bạn thân chị đó. Sao? Bà bị tiểu đường rồi đó. Bà không có kim kem gì hết trơn á. Mà chị còn để mập nữa là thế tôi nguy cơ tiểu đường. Bà Thư bạn em. Tôi nói á, mập không có kiêng khem đó. Thấy vậy ăn vô thèm ăn. Ăn riết giờ béo phì rồi còn tiểu đường. Con nhỏ này nó mập thì nó tiểu đường. Đây, điển hình nhân chứng sống. Bà Hương ốm nhôm ốm nhách mà cũng bị tiểu đường. Thấy chưa, tụi nó là có cái xô. Không phải là mập là bị đâu mấy bà ơi. Chị cãi nghe ngược dễ sợ luôn. Có tiểu đường, có vụ có số nữa. Có thể là gen di truyền thì em tin. Nhưng mà cái vụ số là không được, mà nhà em là có gen di truyền. Ê, nói nghe nè, bộ qua béo phì với tiểu đường nó bà con đối xóm nha, nó gần nhau lắm hả? Kế bên. Chị hỏi á, mà em nói á, thì đâm ra chị không có tin. Tại em cũng béo phì. Đúng không? Mà chị Hương nói chị cũng không tin. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến bác sĩ đi. Để bác sĩ tư vấn cho nó kỹ hơn ha. Rồi hỏi bác sĩ đi. Dạ. Bác sĩ đâu? Mời bác sĩ.